Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Đồ Phòng nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp đến cơ sở 2 giúp em các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, ngày hôm nay em đã sưu tầm được một số các bác cơ lay số các nhá. Lì 6726 123 4567 Lì 26. Xin giới thiệu tất cả mọi người, đây là dòng vang cơ lay số Pro 2000 thôi nhá. Con này nó có chức năng như sau thôi nhá. Nó eco dì vọt của nó thì cực kỳ ngọt ngào các bác nhá. Cực kỳ ngọt ngào. Chạy chip của Nhật Bản các bác nhá. Chạy chip 920 Yamaha của Nhật Bản. Trong hú 3 cấp. Chạy nguồn auto volt, chơi được giải điện từ 90V cho đến 240V luôn. Con này điện yếu điện khỏe là chơi hết các bác nhá. Ok. Con này là một dòng vang cơ lay số dễ chỉnh nhất trong các dòng vang cơ lay số bãi các bác nhá. Dễ chỉnh cơ. Dễ chơi. Đấy. Dễ chỉnh, dễ chơi, dễ lưu. Đấy. Ngõ vào thì gồm 1, 2, 3, 4 này, 4 ngõ vào này. Có ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy các bác nhá. 4 ngõ ca lông và 2 ngõ bông sen. Các bác nhá. Dễ chỉnh, dễ lưu. Đấy, chỉnh cực kỳ đơn giản các bác nhá. Vang nhại hay. Chạy chip của Nhật Bản. Đấy, vang nhại đầy đủ eco dì vật. Lên 6726 1227 Lên 2. Vang nhại cực hay các bác nhá. Vang nhại cực hay. Dễ chỉnh. Các bác nào hỏi là con này có Bluetooth cổng quang không thì xin trả lời các bác là dòng vang bãi nó không sử dụng Bluetooth các bác nhá. Còn đâu cổng quang thì cũng có con có không, nhưng riêng con này thì không có các bác nhá. Chỉ cái là ưu điểm là tiếng vang nhại hay, dễ chỉnh, giá thành hợp lý các bác nhá. Đấy, cực kỳ dễ chỉnh các bác nhìn này. Em chỉnh này. Đấy, delay này. Đấy. Đấy các bác nhìn nhá. Bát trùng check này. Đấy, trùng check. Mọi thứ ok, cực kỳ đơn giản. Đấy, rất là đơn giản, dễ chỉnh như một con vang cơ luôn các bác nhá. Vang nhại thì hay. Đấy. Vang nhại hay dễ chơi. Lên 1267 lên 6. 1222. Vang nhại cực hay, dễ chơi, dễ chỉnh, dễ lưu. Đấy, đầy đủ hai cổng chính, một cổng sen, một cổng súp đầy đủ các bác nhá. Đấy, có cổng mic sau, cộng với 3 mic trước, cổng tất cả là 5 mic tất cả các bác nhá. Đấy. Đầy đủ eco dì vật, chống hú 3 cấp, chạy chip của Nhật Bản các bác nhá. Và bên em đang bán cho các bác giá xả hàng trong ngày hôm nay có vài con này thôi. Giá chỉ có 950.000 một con thôi các bác nhá. Bao ship cho anh em và bảo hành 1 tháng các bác nhá. 950k một con, bao ship bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Ok chưa các bác? Đấy, bắt đầu có nhu cầu mua hàng nhanh tay gọi điện cho em số điện thoại cơ sở 2 các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.